Mến chào toàn thể quý khán giả quay trở lại với Trinh Đường TV. Quý cô bác anh chị em ơi, từ hồi nhỏ tuổi thơ của toàn thể quý khán giả đi học như nào ạ? Những vùng cao nói riêng thì phần lớn là điều kiện rất là khó khăn, trường học thì xa, cho nên là phần lớn là các cháu phải đi bộ. Có những cháu đi bộ có khi từ sáng sớm 4-5 giờ sáng đã dậy rồi. Và thấu hiểu những cái khó khăn đó, có một bác người đồng bào người dân tộc Mông tại Lai Châu đã chế tạo ra với xe 4 bánh. Một người nông dân, người Hâm Mông chế tạo ra xe 4 bánh để chuyên chở các bạn học sinh để đi học, đưa đón. Bây giờ Trình Tường đang có mặt trên này rồi, mời toàn thể quý khán giả là cùng Trình Tường nhé. Đây, Trình Tường hỏi thăm mãi mới ra được nhà của bác ấy. Đây này, đã thấy đây rồi, cái xe hơi, xe 4 bánh. À, cho xem xe tí. Đúng rồi, chó Mông thì trên này ác thật đấy, bài tí mà. Nhưng mà hình như là không có ai ở nhà rồi, khóa cửa rồi đây. Một cái nhà này chế tạo đồ xe này cũng nền đề phục đấy. Hình như là cái bánh này là bánh của xe đạp điện hay gì đấy cơ, nhỏ nhỏ này, có cả vô lăng kìa. Xe này chở được 10 bạn nhỏ. À, thấy kia gì kìa, ống bô xe máy. Có khi nào là cái này là dùng cái máy của xe máy không? Xe nhỏ xíu làm sao mà chở được 10 người nhỉ? Ăn xì khá chắc chắn đấy. Giờ mà hỏi thăm cái bác này đã. Chú ơi, cháu hỏi tí. Cái nhà mà làm cái xe này đi đâu rồi chú nhỉ? Đi vắng á? Đi đâu đấy? Nó đi làm đi bể ngô. À, đi bể ngô á? Chú cũng đi bể ngô à? Chú có số điện thoại không? Không có. Không có à? Và đi bể ngô xa không chú? Tí về á? Tối về hay khi nào? Và hai vợ chồng đi rồi à? Và chào ông chú ạ. Đây là chồng ở nhà nha. Đây, may quá, chú vừa về rồi. Đây chân dung của nhà sáng tạo. Vâng, lái xe đi đi. Đây, đang lái xe. Chú vừa đi đẩy ngô chú? À, nhà mình có nhiều đường nhiều ngô không chú? Có một tí ạ. Và cháu từ Lào Cai sang. Lào Cai ạ? Vâng. À, thế ạ. Ngưỡng mộ chú, cái xe của chú quá nên hôm nay cháu sang thăm chú. Ui, nhà mình to thế. Nhà đây. Vâng. Chú ơi, cháu có ít bánh sữa về cho các cháu của chú. Các cháu của chú. Vâng. Ôi, không thể ngờ là một người như này. Chú ơi, cái xe này là chú làm ra á? Chú tự làm á? Đây, cháu gắn cái này vào cho chú nói chuyện cho rõ. Đấy, đúng là chú cái cài luôn. Chú mà, theo hồi xưa chú có học cơ khí không? Không học gì ạ. Không học gì à? Không học gì, nhưng mà thích làm người tự tự làm. Thích làm thì tự làm thôi. Cứ mua đồ người tự làm. Và mua đồ xong về mình tự chế tự làm. À, thế là chú không qua trường lớp nào cả? Không qua gì cả. Thế là thích thì tự mua đồ về nào? Thích thì tự mua đồ về làm. Cái này phải hàn chứ nhỉ? Vâng, tự hàn đấy. Vâng, chú vất vả quá. Chú nghỉ ngơi tí, uống nước đi, xong lại đang vãi cả mồ hôi rồi. Vâng. Chú đi, mình có đồ xuống là mình tự ra.
Mua sắt về từ Hà lấy mà. À, đi mua sắt về từ Hà. Vâng. Thế bình thường chú có sửa xe các kiểu không? Không sửa gì. Ui. Không sửa gì chỉ có biết Hà là mua sắt về từ Hàn thì lấy. Thế là chú mua máy Hàn à? Ừ, mua máy Hàn. Vâng. Chú tên là gì nhỉ? Tên là chú Tráng A Chu. Tráng A Chu. Vâng. Vâng. Đấy, từ cháu tận Lào Cai em thấy mọi chú làm cái xe này hay quá. Quan trọng nhất là chú làm là đi chở các cho học sinh. Vâng đúng rồi. Đấy, cho nên là các cháu học sinh đi học. Bây giờ là nghỉ hè rồi chú nhỉ? Vâng, nghỉ hè rồi. Vâng, thế chở cho các cháu học sinh đi học thì giới thiệu với chú, cháu tên là Nhân, Tình Nhân. Cháu có kênh YouTube và Trình Tường TV. Thì cháu là chuyên hỗ trợ kết nối những khoản giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao mình ấy. Thì có hoàn cảnh nào khó khăn hoặc là các cháu học sinh mồ côi đang thang cân nhớ, hoặc là những người già neo đơn không nơi nương tựa ấy, thì cháu kêu gọi giúp đỡ, có thể là làm nhà hoặc là làm sổ tiết kiệm, đưa những hoàn cảnh khó khăn thì mình có thể là đưa đi khám bệnh, chữa bệnh. Đấy, thì chú công việc của chú này chúng cháu còn phải học tập thêm rất là nhiều, bởi vì là bên cháu có rất là nhiều bạn học sinh mà phải đi bộ mười mấy cây 20 cây để đi học cơ. Có lúc khổ thế này. Đấy, khổ thế, chú là người xong là giúp đỡ các cháu học sinh trên này được như thế. Cho nên là cháu mới tận là xa xôi lên sang đây tiệt gặp chú. chưa là xong rồi, đường nó chưa có và đến là chưa xong. À, xe này chú vẫn làm chưa xong à? Đấy, chưa xong, còn mai đi sơn, còn sơn nữa chưa sơn nữa. À, còn cái này còn sơn màu lên nữa. Mới xong chín màu nào, sơn cái màu đấy chú đẹp cơ. À, nhưng mà cái này chưa rõ, cái này chưa xài chứ vẫn quậy phải. Vậy mai chú sạch xong là nguyên. À, mai đi sạch đi xong này. Mai đi sơn nguyên đi nguyên đẹp cơ. À, xe màu đầu sơn ghế thì nguyên đẹp cơ. Vâng, đúng rồi. Chưa sơn. Vâng. Vâng. À, thế cái này mở cửa đâu chú? Mở cửa đây. Vâng. À, cái này là một cái chốt ở trong. Vâng, cái chốt chú nó đây. À, đây. Đây. Này chốt đi kiểu chốt cửa sổ mình nghe chưa? Cửa sổ đâu mà, cái cửa sổ lan thế này, chốt này. Thế còn ở đây, ở đây cũng có. À, ở đây cũng mở chốt này. Ở đây cũng có. Đây. À, đây là có hàng ghế đằng sau. Vâng. Con này là cho người thôi. Vâng. Vâng. Chú ơi, cái xe này là cháu được biết là chú này chở đến 9 đến 10 học sinh à chú? Đúng rồi, 9 đến 10 cũng được ạ. Thì người cái ngồi thế nào được bằng cái chỗ này? Cũng ngồi đầy vòng cái chỗ này, cái này cái này. Ngồi cả đằng sau này á? Đây đây chỗ này á, ngồi chẳng này, chỗ này là cũng được đấy mà, cái chặt cũng được thế mà. Đầy quá nó cũng được ấy. Thế mà cháu xem cái máy của nó là chú lấy từ đâu, cái máy của nó đâu? Lấy đâu rồi. Thì cháu xem nào. Cái này là máy gì đây chú? Máy cũng là xe máy nhỉ, xe máy phân khối lớn mà. À, cái này của xe máy phân khối lớn, cái này bao nhiêu phân khối vậy chú? Cái này 150 rồi. 150, cái này xe uyên à hay là? Xe in ạ. À, từ xe uyên ra? Vâng. Thế từ xe uyên ra mà. À, có phải còi sen hai, có còi sen luôn. Ừ. À. Thế là có hệ thống này, treo này, giảm đúng sóc rồi. Này. Đúng rồi. Cái này cũng chú tự chế hết á? Tự chế mà. Ui dù. Thế mà với là một người nông dân, người hâm mộ trên vùng cao này mà chế được cái này, thực sự là thực ra cái vỏ thì nó thực là chưa thể bằng được các kỹ sư ngoài kia, nhưng mà về cái cơ cấu này và hệ thống treo này, tất cả những cái đấy thì quá là nể phục luôn. À, capo đấy, đèn này chưa có, cái này chỉ đi ban ngày thôi chú nhỉ? Đúng rồi, chưa có luôn, chưa mua đồ cho chưa xong đâu, cái này là làm về mua đồ về cả điện với cả tất cả sinh nhau, tất cả tất cả về lắp mới đủ được. Và thế chú định khi nào thì hoàn thiện hả chú? Nào thì có mình có tiền mình mua đủ mình làm xong luôn mà, nhưng tôi có tiền đi có tiền đấy. À, và cứ kiểu mua có tiền mua điện nó kia đấy. Và thế là đến hiện tại thì chú đầu tư vào cái này là hết bao nhiêu tiền rồi chú? Cái này đầu tư vào gần tích cực là gần 30 đấy. Gần 30 rồi. 25 rồi. À, 25 triệu rồi. 25 triệu gần. À, thế là cho xem hệ thống cái vô lăng này của chú xem nào. Cái vô lăng này thì chú lấy từ đâu chú? Cái đấy mình mua từ nó đạt nó gửi lên. Đạt nó gửi lên. À, nó gửi lên. Vâng. Thế cái này là
lên xuống số là cái cần này đây chú. Cái này là số, là số trên đấy, cái này là số, là số của số là tải đấy, cái số của số ô tô. À thế là mình lên xuống số là cái cần này. Dạ, đây cái số này. À đây là còn để lùi à? Dạ? Cái này là phanh đấy. Phanh tay phanh cố định đấy, phanh đúng không? Mình đứng thì mình nghỉ thì mình phải có cái phanh này. À đúng rồi, đúng rồi, phanh tay như kiểu ô tô nhỉ? Kiểu ô tô đấy. Cái cần là à kìa. Bây giờ có chạy được không chú? Vẫn được. Vấn đề ra. Đây chú cho cháu trải nghiệm một tí vậy. Chỉ có nổ máy thế thôi, chả tí này cũng không thể. Cái gì đấy là cũng có. Rồi chú nổ máy đâu rồi chú? Máy đầy cái này đó. À cũng đầy chuyển xe máy à? Cái xe máy rồi. À. Được rồi chú đây đây. Con đó. À chú cũng phải được dẫm phanh vào, cái này là phanh là côn à? Cái này là ga đấy. À ga là cú ga ở chân. Ga cái này là ga đấy. À thế là y như ô tô luôn. Yeah, ô tô luôn đấy, cái này ga ga đấy. À chú giới thiệu cái này phanh. À cái này phanh. Vâng. À đây mô này, ống xả này. Đúng rồi. Đấy. À. Trong mình đi 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 chỉ có đi. Vâng. Từ từ chú ơi. Từ từ chú ơi. Nó khó đi đấy, nó còn đường chặt cũng khó đi đấy. Con chó ở dưới. Đẩy số mo đi chú. Vâng. Sao đẩy ra đây là được. Vâng. Nề phục chú thật đấy. À cái này chắc là để chống chân đây, cái chỗ này. Chống chân rồi, cái này nó có lúc chân có mình là cái này chống chân đấy. À chân quá là cầm chống chân. Chân là cái chống chân. Ở trên xích ấy. Đúng rồi. Em ơi, ta ra đẩy. Đẩy lên ạ. À chắc là kéo phanh tay lên à. Đây. Đây. À đúng rồi, nhẹ rồi nè. Đúng rồi, đánh lái. Ồ nhưng mà có vẻ vô lăng này hơi nặng. Chưa có trợ lực dầu hay trợ lực điện gì cả. Đây chỉ là vô lăng chạy bằng cơm cho nên là ấy. Đấy đi muốn lên nữa. Đúng rồi. Đúng rồi đi được. Đúng rồi. Ông vừa nhất là bất cờ có thể muốn nhất. Đúng rồi. Wow. Đấy là vào rồi. Để muốn lái cái kia. Cái giờ mới nhất mà nó còn siết rồi. À, cái này là bình xăng hả chú? Ấy bình xăng thì chưa có bình xăng thì nó cái đây bằng cát 5 lít luôn. Cán 3 lít. 3 lít à? 5 lít. Có lên để chỗ này chú. Được nhưng mà có cái đây. Đây quá trình là chú vận hành cái xe ra ngoài khỏi đường. Thực ra xe này thì chưa đủ đăng kiểm để là lưu thông đâu. Chú có định tính là sau này để đi đăng ký để được lưu thông không? Chưa có đâu, cái này là sao được. Các bạn mới, các bạn sao thì theo nguồn đông đấy, tập nghĩ là sao thế đấy, đó là có chỉ biết được cái này đi, cái này thì chú biết được. Vâng. Cái đấy thì chú biết được, nghĩ là thế nào chú biết được. Phải đẩy đấy, chắc phải đẩy. Cái này cho em đi. Chú ơi, từ từ chú giới thiệu cho cháu một tí. Xe bây giờ là xe của chú nhá. Đây, giới thiệu cho cháu tí. Cái này là phanh tay thì là đúng rồi, biết rồi. Đúng rồi. Còn cái này là gì hả chú? Cái này là phanh máy này, phanh đường bi đây. Số gì? Số đây. Số. Cái là số đây. À số à? Ừ. À lên xuống số ở đây. Xuống số, số 2, số 3, số 4, số 5 ấy. À thế cái này, thế lên số thì lên như nào chú? Nó số kiểu lên thế này. Kiểu thế này. Số 1, số 2, số 3, số 4. À cũng như thế này. Đấy. À thế còn là lùi là đâu rồi chú? Lùi tức là thế này. R luôn. Đấy, là cái này là luôn.
muốn lùi cái này cũng được. À, có hai bộ phận để lùi. Nhưng mà dễ nhất là dễ là chỉ có người dân này là dễ hơn. À. Cái này thì nó lúc nào thì khó, nó xuống nó giúp cây nó là khó, cái này thì chỉ có một số lùi thôi khó. À, lùi là riêng cái đấy. Dạ, tổ chức lùi. Dễ lùi hơn. À, còn cái cần ở dưới là cái này là cái số của máy này. Số của máy. Số của cái máy kia đây. À. Cái này này. Có đánh một số kia thì cái này thì có đánh xuống này thì từ số 1 đi số 3 rồi. Vâng. Nhưng mà phải lấy đánh một cái số kia để mà quay cái này cái này đây. À. Phải lấy một cái số máy kia để quay cái này. Để quay cái trục. Để cái trục quay này. Vâng. Chưa quay cái này thì mình sau này mình mới lấy cái này để từ số 1 đi số 5. À, ý là sẽ có như chị Tường hiểu thì phải cái cần kia. Cái là số của cái máy này. Đây, số của cái máy này đây. Còn cái cần này thì là số của bộ ly hợp này. Bộ ly hợp này. À vâng. Thế còn cái này là phanh nghe rồi, phanh nghe rồi. Phanh đầu ấy. Thế còn phanh sau là. Phanh sau là cái này đấy. À, phanh sau là bên đấy. Vâng, bên này. À. À, phanh sau bên đấy còn phanh trước là đây. Ga nào? Ga đây, ga đây, ga ở dưới này. Đây cho xem nào. Ga đây. Vâng. À, dạ, cũng tự chế, cũng áp phết. Chưa hoạt thành đâu, cái này chỉ có làm tặng đi ra chơi đoàn thành công, sau này cũng làm tốt từ người ngăn, cho nó đảm bảo những tốt được. Vâng, chú đến nay bao nhiêu tuổi rồi chú nhỉ? Ồ, năm gần năm 2 rồi. Gần năm 2 à? Năm 2. Tôi cho năm 2 đi chú nhỉ? Gần năm 2. Vâng. Nào, đóng cửa vào, mời chú lên xe, nổ máy. Cái này cháu ngồi lên thì có lên là không xuống. Đeo tí thế này đi thử xem nào tí. À, đi thử ra. Đấy, đánh lái lại, đúng rồi. Cho, cũng đã có rồi. Tí bất tí rồi á. Chị tia. Xe này vận hành cũng khá là mệt đấy. Rồi, bây giờ đánh lái được rồi. Thẳng ngay. Cái này hình như chú không mua một vòng rưỡi đâu, đánh cô lang ấy. Có chơi. Chú bảo là bây giờ phải ngồi lên đây nặng có tải thì đấy. Ừ, nhưng mà có vẻ hơi chật chú ơi. Chật đúng rồi. Người lớn hơi chật. Thế lớn mình là đúng của mình, con điều của mình thôi. Nhưng người to thì cũng được ngồi lên nữa. Ngồi lên trên à? Cái này nó dễ. Nó người to thì phải ngồi trên này. Thì có những ghế là sau là ghế thôi. Ôi. Cất chuyện. Đây. Chú ơi, thế cháu với chú lên thì có an toàn không? Ô, thử máy đâu mà, chờ nhau, chờ máy tả, bốn tả đây mà, thử máy mà. Vào bốn tả? Ừ. Cái này thử máy mà. Thử máy nó mà không thành đâu. Từ chú ơi. Đây, ngoài đây. Cái chân nó rồi.
anh cho các bạn nhỏ lên là được à? Cẩn thận nhé chú ơi. Ôi, dốc nhé. Đây cháu thị, cháu thở ra đúng rồi. Lên hết à? Ủa, trèo từ đằng sau đâu cũng có cửa. Ai dạ, cháu hỏi chú nhé, thế bình thường là ông hay chở, đi học là ông chở cháu à? Vâng, chở cháu ấy. À, thế cháu đi cháu có cảm thấy có sợ không? Sợ không? Trên này buồn thay nó này. Sợ không? Không sợ. À, không sợ. Đi nhiều lần nó cứ sao không sợ. À, đi nhiều rồi. Vâng. Đúng rồi. Cái này á. Xin mời quý khách xuống xe. Ô, xe vừa nãy bao nhiêu đứa nào? Bao nhiêu bạn nào? Bao nhiêu rồi? Tắt đi. Vừa nãy bao nhiêu bạn nào? Vừa nãy nhà ai lên xe nhỉ? Giơ tay nào. Sự từ chú ơi. Vừa ai ngồi xe nhà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bạn. Đấy, với lại cả tài xế là 9 người. Giỏi quá nhỉ. Đây bây giờ xe bắt đầu vào cái ra. Đấy. À. Chú ơi, cháu nhận thấy một điều là đúng này, nhờ có cái xe của chú mà đơn giản hơn bao nhiêu.
đỡ mệt. Chú lỡ với lại các cháu lái xe mà cháu đuổi theo bở hơi rồi, sắp hết hơi rồi. Và lái xe là có mệt không chú? Không mệt. Không mệt à? Khó điều khiển không chú? Cũng dễ thôi. Dễ, quen là dễ chú nhỉ? Dễ rồi. Mà cái xe này chú làm được bao lâu rồi? Làm được tính làm lúc làm thì làm được 3-4 tháng bây giờ thôi. À mới được 3-4 tháng thôi. 3-4 tháng rồi. À. Quý khán giả thấy xe này như nào ạ? Cho nhận xét nhé. Thì cá nhân thì cháu thì thực sự là cháu vẫn hơi lo về sự an toàn của cái xe chú ạ. À, thế à? Vâng. Mà thấy cũng không thấy mình cũng làm thì mình thấy cũng chả sao cả. Không sao. Thì từ khi vận hành đến giờ đã xảy ra sự cố nào chưa? Không có gì. Chưa bị sự cố gì. Không bị gì. Vâng. À, rất là phục ấy. Hồi xưa chú học hết lớp mấy rồi? Tính ra họ thì cũng học hết lớp 9. À hết lớp 9 à? À như tầm tuổi chú học hết lớp 9 là cũng cao rồi đấy chú nhỉ? Ở trên này có nhà nào bán kem không chú nhỉ? Kem ở nhà này có người kia mới có nhưng mà có. Anh ra anh ra mua hộ em 2 túi kem nhé. Được không? Vâng. Cho các cháu đây nóng này. Anh có xe đúng không? Có xe. Cháu thấy đi xe như nào? Cháu thấy đi xe nó vui. Vui à? Có sợ không? Không. Không à? Tin tưởng ông nhỉ. Cháu đang học lớp mấy rồi? Học lớp 6. Cháu học lớp 6, tên là gì? Tên là Trang. Trang A Vũ à? Ừ rồi, chú cảm ơn Rù nhá. Đây để đây một tí mình ăn kem và uống nước cam nhá. Thế vài hôm tới là chú sẽ hoàn thiện này, một là sẽ làm lại sơn này. Đây là sơn ấy, là cả xin nhà là sâu ấy, cả xin nhà điền phan là đầu với cả xin nhà đầu ấy, xin nhà là sâu. À sơn này, làm xin nhà làm đèn này. Thế có cô định làm nó kính cái kiểu có, vào đây cả không? Kính là cả kính. Đây để mưa không vào người nhá. Đúng rồi là cả kính để có mưa mình đi thoải mái cũng không yếu người. Vâng. Vẫn cần phải xem xét lại cái xe này của chú ạ. Vâng, bởi vì là đảm bảo cái này, nó đảm bảo đúng rồi. Cũng phải đảm bảo nó hơi thô sơ. Vâng. Với lại cái này vận hành nó hơi khó khăn một chút chú ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái bánh này là chú lơ bánh của xe đạp điện hay sao chú nhỉ? Đúng đấy. Đúng cái được bánh gì đấy. Vâng, bánh xe là xe đạp điện hay sao bé này này. Cái bánh xe là dễ được bánh người ta là cái máy tuốt lúa này. À. Máy tuốt lúa cái bánh cái này máy tuốt lúa to nó đây máy tuốt lúa. À. Vâng, thế là bánh này là chú đặn xong người ta chuyển về cho chú à hay nào? Vâng, đúng rồi, mình đặt cầu cho nó chuyển về. À dạ vâng. Thế là ví dụ đặt mua online đấy là chú tự đặt hay là nhờ các con? Mình tự đặt. À chú tự đặt à? Tự đặt. À thế là chú cũng rất là tiến bộ đấy. Cái này mà ra ngoài đường là không được. Đúng rồi, không đi được. Cũng không, này, được, không đảm bảo là giao thông bắt ngay đấy chú ạ. Bắt đấy, không đi được, chỉ có đi đây quên bản thôi. Vâng, cái này là chưa đủ điều kiện để lưu thông ngoài đường rồi. Đúng rồi, cái này thì chỉ có đừng quên đúng bản, không thể đi đâu xa được. Vâng. Chú ơi, vâng. Cái này là cái gì đấy? Cái này là con lúa mà mình đi xa, con nóng máy thì mình đúng đích với cái này. Để làm mát à? Đúng mát máy. Cái này là phễu để thôi, phễu nước thôi. Vâng. À, có cả. Thế còn cái chỗ này là gì chú? Cái này là cái phình dầu ấy. À phình dầu ấy, mình nên để cao trên này nên phình dầu ấy. À dầu của phanh. Ừ, phình dầu ấy. À hồi đi. Hồi đi. Hồi đi. Đây đây, cho mời chú, cho mời chú. Đây đây, chú. Cứ từng bên. Anh ăn kem đi. Mỗi người làm theo. Không muốn cả tay tận ngay tầm nữa tụi. Uống nước, cháu này. Cái tầm hết rồi. Đúng rồi, uống nước ra. Biết tại mà, biết tại mà không à? Không ăn không ấy. Mở lắm lắm kêu. Ủa đã quá uống cái này. Mát nhỉ. Mát. Mấy bạn kia hôm nay là đi xe ô tô xong với ông xong là bà đuổi về để chân chết hết rồi. Còn ba bạn ở đây. Tìm Châu. À Tìm Châu anh. Đi Tìm Châu. Vâng. Giờ đến giờ Tìm Châu. Đúng rồi, chiều rồi. Tìm Châu. Thay mặt các bạn nhỏ trên này, cháu cảm ơn tấm lòng của chú. Vâng. Rất là cảm ơn lòng tốt của chú. Vâng, cháu là mong là chúc cháu chúc chú là luôn mạnh khỏe. Vâng. Và hoàn thiện hơn nữa sản phẩm này. Vâng. Và quý khán giả của Trình Tường đừng quên là đăng ký. Vâng. Theo dõi Trình Tường TV để bởi vì thời gian tới khi mà chú hoàn thiện cái xe này sẽ cực kỳ đẹp long lanh. Vâng. Hay lúc đấy là Trình Tường sẽ còn đến để đưa tin nữa chú nhỉ. Vâng. Vâng. Cháu chào chú nhá. Vâng. Vâng. Chào chú. Vâng.